Có người kêu em làm thử thách trang trí điện thoại đen hồng kìa. Đen hồng? Ok, đen hồng trong khu vực bạn đó. Hai, thời buổi kinh tế đã khó khăn, sao hở một cái là cha nó lụm liền. Trời ơi, ăn cướp, mau đứng lại trả điện thoại đây. Blasibu, biến điện thoại thành tông đen hồng để tránh tình trạng kẻ xấu lộng hành như lúc nãy. Và cũng sẵn tiện làm thử thách đen hồng của mọi người, mình sẽ đề co cái điện thoại của mình 2-1. Với trang trí lần này, mình sẽ không dán sticker cho điện thoại nữa mà sẽ chuyển qua đính đá. Bạn ơi, cái bộ môn đính đá này mỗi lần mà nghĩ tới nổi hết da gà. Bước đầu tiên là mình sẽ phát họa cái hình nào mà mình muốn đính. Với mẫu điện thoại này, mình đã sử dụng size đá số 3 và với 3 màu đá. Bình thường á, chắc là mọi người sẽ mang điện thoại ra ngoài dán đúng không? Chứ đâu có ai vừa quẩn vừa rảnh giống như mình mà ngồi ở đây đính từng hạt đá như này. Có chứ sao bà, ngồi đính từng hạt đá vui với bà luôn á. Đính xong tự nhiên hai con mắt nó lòi ra ngoài luôn. Ngồi chai cái mông đau cái lưng mỏi cái cổ muốn rụng rồi hai cái tay luôn. Nhưng mà được cái đính xong nó đẹp. Công nhận phải nói nha, điện thoại Samsung Z Flip 3 lên cái mẫu này trời ơi đẹp xuất sắc. Với kiểu trang trí đính đá như này, nhìn chiếc điện thoại gấp gọn giống như là một chiếc túi xách vậy đó. Ok, nói và làm liền, bây giờ mình sẽ mang điện thoại đi test thử ha. Nhìn cái mặt của anh Viên Viên đang tính lấy cái túi xách đính đá của em đúng không? Chắc là anh Sai đang suy nghĩ trời ơi túi xách nhỏ như này làm gì đựng được cái điện thoại trong cổng, thôi bỏ qua đi. Đúng rồi, anh thật là sáng suốt chứ, nhìn như vậy ai mà đoán được là cái điện thoại đâu. Oh yeah.